Hiện nay, tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, số bệnh nhân mắc ung thư tuyến giáp nhập viện điều trị ngày càng tăng hơn so với trước đây. Ung thư tuyến giáp là bệnh hay gặp nhất trong ung thư các tuyến nội tiết, chiếm 92-95% và chiếm 3,6% các bệnh ung thư nói chung. Lo lắng cho sức khỏe vì cảm thấy bản thân có những dấu hiệu bất thường, chị Trần Thị Minh trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để khám tầm soát ung thư. Tại đây, chị được các y bác sĩ kiểm tra và chỉ định các xét nghiệm từ cơ bản đến chuyên sâu, qua đó tìm kiếm các tế bào ung thư khi chưa xuất hiện các triệu chứng trên cơ thể, đồng thời thực hiện siêu âm tuyến giáp nhằm phát hiện các nhân giáp, đánh giá cấu trúc của tuyến giáp, qua đó xác nhận kích thước và cung cấp các thông tin chi tiết liên quan đến đặc điểm của khối u. Mình thấy tuyến giáp là nó cũng gây ra những cái hệ lụy nghiêm trọng, nên là khi mà đi khám sức khỏe tại công ty thì mình có được bác sĩ khuyên là nên đi khám chuyên sâu hơn về tuyến giáp, bởi vì mình được bác sĩ thông báo là tuyến giáp của mình nó to hơn bình thường, nên là mình quyết định là ra đây để đi khám. Bây giờ mình được các bác sĩ là cho những các xét nghiệm chuyên sâu thì mình, nếu mà có kết quả xong thì mình sẽ thấy yên tâm hơn ở những cơ sở y tế khác. Ở giai đoạn sớm, các triệu chứng của ung thư tuyến giáp thường khó nhận biết. Bệnh nhân thường đến viện với triệu chứng đầu tiên là nhìn thấy hoặc sờ thấy khối u vùng cổ hoặc phát hiện tình cờ qua siêu âm tuyến giáp. Ung thư tuyến giáp đã trở thành căn bệnh ung thư nội tiết phổ biến nhất. Biểu hiện bệnh ung thư tuyến giáp ban đầu có thể không rõ ràng, khiến cho bệnh nhân chủ quan. Chị Phạm Thị Lan đang được điều trị tại khoa ngoại 2 Bệnh viện Ung bướu cũng nằm trong trường hợp này. Trong thời gian dài, mỗi khi ngủ dậy chị đều cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Chị cho rằng mình bị rối loạn tiền đình. Tuy nhiên sau khi đến bệnh viện thăm khám thì mới phát hiện chị đã bị ung thư tuyến giáp và buộc phải mổ để bóc tách khối u. Lúc nào là tôi phát hiện bệnh là tôi cũng thấy mệt mỏi, nhức đầu. Sau tôi đi khám, ra này khám thì bác sĩ nói là tôi bị tuyến giáp, nên vừa tôi mổ ra rồi tôi cảm thấy khỏe hơn. Được biết hiện nay đa số bệnh nhân điều trị nội trú liên quan đến ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đều là nữ giới và ở độ tuổi từ 30 đến 50. Trong số đó, ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa chiếm khoảng 90% các bệnh nhân ung thư tuyến giáp và thường có tiên lượng tốt do bệnh tiến triển chậm, có thể phẫu thuật triệt căn và đáp ứng với điều trị. Bệnh nhân ung thư tuyến giáp đã có chẩn đoán là ung thư, thì khi nhập vào viện thì bệnh nhân được lên kế hoạch phẫu thuật. Phẫu thuật là chỉ định đầu tay đối với ung thư tuyến giáp. Bệnh nhân sẽ được làm các xét nghiệm tiền phẫu để xem có đủ sức khỏe để phẫu thuật không, và xét nghiệm chẩn đoán giai đoạn ban đầu để xem ung thư có xâm lấn xung quanh hay không, có di căn hạch hay không, để từ đó bác sĩ có thể phẫu thuật một lần cho bệnh nhân. Sau đó thì tùy kết quả sau mổ mà bệnh nhân có chỉ định điều trị iốt phóng xạ hay chỉ theo dõi. Thì trường hợp thứ hai, đối với bệnh nhân mà chưa có chẩn đoán chính xác là ung thư tuyến giáp mà chỉ nghi ngờ khi chọc tế bào, thì bệnh nhân được lên kế hoạch phẫu thuật. Bệnh nhân được làm xét nghiệm tiền phẫu, bác sĩ sẽ lên kế hoạch phẫu thuật sinh thiết lạnh trong mổ, tức bệnh nhân sẽ xác định là ung thư hay không. Thì bệnh nhân từ đó bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật theo đúng cái kết quả mà bác sĩ giải phẫu bệnh gửi về. Đối với bệnh ung thư nói chung, việc tầm soát và phát hiện sớm bệnh có vai trò rất quan trọng. Mặc dù đa số các bệnh nhân ung thư tuyến giáp tiến triển chậm, nhưng việc phát hiện sớm bệnh ảnh hưởng rất lớn đến kết quả điều trị. Những khối u nhỏ chưa di căn hạch nhiều thường có kết quả điều trị rất tốt. Ngược lại, những bệnh nhân có khối u lớn tiến triển nhanh, di căn hạch nhiều thì kết quả phẫu thuật không tốt bằng và thường để lại nhiều biến chứng sau phẫu thuật hơn như khàn tiếng, hạ canxi, nuốt sặc, rò bạch huyết, vân vân. Thưa
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì các bệnh về tuyến giáp có tỷ lệ ngày càng gia tăng và bất cứ ai cũng có nguy cơ mắc căn bệnh này. Bệnh gây ra rất nhiều các triệu chứng như là chậm lớn, chậm tăng trưởng xương và chậm phát triển não bộ ở trẻ em, hay các biểu hiện như là bướu cổ, khó nuốt ở người lớn. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được mời bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Nguyên Kha, trưởng khoa ung bướu tổng hợp Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng sẽ tư vấn cho chúng ta cách nhận biết và hướng điều trị căn bệnh này. Lời đầu tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin bác sĩ có thể cho biết đôi điều về ung thư tuyến giáp và đối tượng nào thì thường hay mắc căn bệnh này thưa bác sĩ? Ung thư tuyến giáp thì còn gọi là một cái ung thư hạnh phúc, thì ung thư này có thể chữa lành hoàn toàn. Thì ung thư tuyến giáp thường xuất hiện ở những cái đối tượng ví dụ như tiếp xúc với nguồn phóng xạ cao, hoặc là những cái vùng mà viêm nhiễm tuyến giáp, ví dụ như trong trường hợp lâm sàng có thể thấy được, ví dụ như bệnh nhân uống rượu nhiều, bia nhiều hoặc là hút thuốc lá nhiều thì cũng có khả năng mắc ung thư tuyến giáp. Như vậy thì bác sĩ có thể cho biết thêm đâu là những cái nguyên nhân dẫn đến căn bệnh ung thư tuyến giáp ạ? Đối tượng hay mắc căn bệnh này thì ở những cái đối tượng ở nguồn phóng xạ, tiếp xúc với những nguồn phóng xạ cao, ví dụ như các cái nước mà có tiếp xúc với phóng xạ như bom nguyên tử, hoặc là những nhân viên y tế tiếp xúc trong môi trường bệnh viện, hoặc là những người uống bia rượu có tần suất viêm tuyến giáp hoặc hút thuốc lá thì cũng có khả năng gây ra những cái trường hợp mà bị ung thư tuyến giáp. Khi bị ung thư tuyến giáp thì người bệnh có những cái biểu hiện như thế nào thưa bác sĩ? Ung thư tuyến giáp xuất phát từ ung thư ở vùng tuyến giáp, là vùng ở bên cổ của mình. Thì thường thì ở những người mà tiếp xúc với nguồn phóng xạ cao, hoặc là người có viêm tuyến giáp lâu ngày do các nguyên nhân giống như là bệnh di truyền, hoặc là uống bia rượu hoặc thuốc lá gây viêm tuyến giáp thì cũng có khả năng là mắc ung thư tuyến giáp. Mắc ung thư tuyến giáp thì có những cái biểu hiện, thông thường thì nếu mà nhỏ thì không có cái biểu hiện gì cả, nhưng mà nếu lớn thì nó xâm lấn vào các cái cơ quan quan trọng gần bên tuyến giáp thì có thể là gây khàn giọng, hoặc là gây khó nuốt, khó thở, hoặc là mất thẩm mỹ. Một khối lồi ở cổ thì người ta có thể phát hiện được. Người ta phát hiện ung thư tuyến giáp cũng khá là dễ dàng bằng cách là khám bằng dùng tay của mình sờ ở vùng cổ, những cái cục cứng chắc thì có thể nghi ngờ là có thể mắc ung thư tuyến giáp. Nếu không may chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp thì chúng ta phân loại ung thư tuyến giáp này như thế nào và cách điều trị như thế nào thưa bác sĩ? Về ung thư tuyến giáp thì hiện nay người ta phân theo hai cái bảng phân loại. Một bảng phân loại theo lứa tuổi, dưới 55 tuổi thì chỉ có hai giai đoạn là ung thư tuyến giáp có di căn hạch và ung thư tuyến giáp không có di căn hạch. Còn trên 55 tuổi thì người ta phân loại theo cái biển quốc tế thì có 4 giai đoạn, từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4. Thì giai đoạn 1, 2 thường thường là giai đoạn sớm, còn giai đoạn 4 thì là giai đoạn muộn hơn. Vâng, và căn bệnh này thì thường gây ra những cái biến chứng gì thưa bác sĩ? Thường ung thư tuyến giáp thì người ta hay gặp những cái ung thư tuyến giáp biệt hóa tốt, thì cái ung thư tuyến giáp này có thể chữa lành hoàn toàn, nếu phát hiện sớm thì có thể điều trị triệt căn và người ta có thể sống vài chục năm là bình thường. Nhưng mà những cái trường hợp mà khó khăn hơn, ví dụ như vào giai đoạn muộn thì nó có thể xâm lấn vào các cái hạch vùng cổ, hoặc là có thể xâm lấn xuống ngực, thì cách xử lý cũng khó khăn, nhưng mà bác sĩ vẫn có thể xử lý được. Theo như chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì bác sĩ có thể cho biết thêm bệnh nhân ung thư tuyến giáp cần có những cái chế độ dinh dưỡng cũng như là nghỉ ngơi hoặc là luyện tập như thế nào thưa bác sĩ? Thì cũng như các loại ung thư khác thì ung thư tuyến giáp có đặc biệt hơn là tránh các cái nguồn lây nhiễm về phóng xạ. Thứ hai là tránh các cái gây nguy cơ viêm tuyến giáp, ví dụ ngủ không được, dùng các cái thuốc kích thích, chất kích thích, bia rượu, thuốc lá thì giảm được, và một cái đời sống thuận lợi, tập thể dục, ăn uống nhiều các chất vitamin thì sẽ giảm được cái nguyên ung thư tuyến giáp. Bác sĩ có thể cho biết thêm một số lời khuyên để phòng ngừa nguy cơ gây ung thư tuyến giáp ạ? Lời khuyên về căn bệnh này thì cũng đừng có lo lắng, thì vì ung thư tuyến giáp thường thường gặp ung thư ở những giai đoạn có thể chữa lành hoàn toàn. Khi gặp ung thư này thì đừng có hoảng loạn và có thể là tới các cái chuyên gia để người ta tư vấn cho tốt nhất về cái cách điều trị của mình. Xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, phần tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Nguyên Kha, khoa ung bướu tổng hợp Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã khép lại chương mục Sức khỏe và đời sống kỳ này. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!